cháu đi học trở lại bình thường. Tâm nguyện của chị tưởng bao nhiêu đó thôi. Thì đợt này em cũng xuống đây thăm chị và các cháu cũng mừng đấy. Đợt này là cháu đi học rồi. Và thêm nữa là về vấn đề là tâm linh thì các cô, các thầy ấy, và các sư cô cũng và cũng chỗ chị tưởng cũng đã xuống cúng và mời cái oan hồn ra khỏi nhà rồi. Thì chị có thể chia sẻ cho em cái cảm xúc của chị bây giờ như nào được không ạ? Nói chung cảm xúc của vợ chồng em là rất là mừng, cũng rất là vui. Mừng là giờ là cảm thấy là được bé Thơ nó cũng khỏe, nó cũng vui tươi. Cái vui nhất của vợ chồng em là bé đã được đi học lại. Bé nó rất là vui mừng. Em cũng cảm ơn trường, cảm ơn các mạnh thường quân, các cô chú, các anh chị, các bác đã giúp đỡ và quan tâm đến gia đình em, để giúp bé Thơ có được một cái động lực tốt để bước vào con đường học vấn của bé lại. Dạ, gia đình em rất là cảm ơn. Vậy là từ lúc mà bé phát bệnh và sau đó là đến nay là bé nghỉ học được khoảng 2 năm rồi đúng chị? 2-3 năm rồi. Vâng, vậy 2 năm qua chị thấy và khi cháu mà mắc phải một cái căn bệnh mà theo cháu và theo gia đình mình rồi không giống ai ấy. Nói chung thì ra là bệnh lý này thì hầu như cha mẹ mình không ai muốn con mình phải mắc căn bệnh này hết. Mà căn bệnh này thiệt tình là đi đến các bác sĩ, các bệnh viện đều là một căn bệnh lạ. Dạ. Bác sĩ hầu như nói chung có thể nói là bác sĩ rất là lớn tuổi và bác sĩ kể cả về hưu, tiến sĩ, thạc sĩ cũng chưa hề biết căn bệnh này. Tìm rất không ra hiếm, bệnh. Tìm không ra bệnh. À. Rồi nhưng mà em cho chị hỏi như thế này là thời gian mà bé khỏe mạnh gần đây là từ bắt đầu được bao lâu đến ngày nay là được bao lâu? Em cứ nói thật cho chị biết. Nếu khỏe nay là cũng cỡ hơn nửa tháng nay là em thấy cái lượng máu của bé nó ra là rất ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì cũng giống như những lời bác sĩ ở trên những học khuyên mình và các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng là cho bé sống trong một môi trường thoải mái và không có bị áp lực hay là không có bị stress và cũng không bị những cái tác động của những cái câu nói mà gọi là cái cảm xúc nóng lên cho bé thì bé sẽ không thấy. Bé chỉ cần vui tươi và đừng có lo nghĩ buồn rầu hay là stress. Nếu mà bé rơi vào những cảnh như vậy thì bé sẽ bắt đầu tiết ra. À, vậy là trước đây ấy, là khi bé mà chưa phát bệnh và chưa thấy mồ hôi mà chưa chảy máu á, thì lúc đấy là chắc bé rất vui tươi đúng không? Vì nói chung là bé nó bình thường lắm, nó không có gì đó. Tự nhiên hai đứa em nó bị trước cái nó là chắc là chảy máu cam, sao mà máu cam mà lại từ miệng ra, bắt đầu mới ra chán, rồi bắt đầu hai đứa nhỏ nó ngưng là một tháng sau bé Thơ nó đang ngủ ở bên cái trái nhà cũ của em á, đang ngủ trên cái ly quăng mà cũng không ra ly quăng, mà giường cũng không ra giường, chỉ là một miếng dán thôi, ngủ trên miếng dán á, thì tự động đang ngủ lúc đầu máu miệng nó ra. Khi đấy bạn bè của bé Thơ á thì và những lời dị nghị của hàng xóm thì mọi người gọi bé Thơ hoặc có so sánh với bé Thơ như cái gì không? Cái điều gì mà khiến nói chung ra là học thì học chung một lớp nhưng mà dạng như cái khoảng cách sau này là từ hồi bé Thơ bệnh tới giờ là ít bạn nào lại thăm lắm. Hầu như là mình không thấy, chỉ thấy có 2-3 đứa lại một lần thôi, rồi không có tới lui nữa. Tại vì mình đứng theo tâm trạng một người cha, một người mẹ thì mình biết không có ai muốn mà để cho con mình tiếp xúc với một đứa mà không biết căn bệnh đó là căn bệnh gì. Không biết. Hầu như ai cũng rất là sợ chứ không phải là riêng một mình. Thành ra mình cũng thông cảm về cái mặt tâm lý và cái suy nghĩ của cha mẹ, cái đó mình không có nói trước. Còn nói chung với xóm riêng ở đây á thì ai cũng thương bé Thơ hết, chứ không có ghét bỏ gì Thơ hết. Người ta cũng không có nói gì, thì cũng gặp bé thì cũng kêu bé qua chơi, thì cũng mua bánh cho nó ăn. Nhưng mà dạng như là em cũng ít cho bé nó tiếp xúc ở ngoài đường, tại vì bé nó chỉ ở trong nhà, đi đâu hoặc làm cái gì là phải có em theo hoặc ba nó theo, chứ nó con gái cũng không có dám cho em tiếp xúc ở ngoài nhiều với đi nhiều. Nhưng mà cái ngưng không ra máu hẳn á là thời gian đến nay được bao lâu? Ngưng không ra máu là nay cũng nửa tháng hoặc là 10 ngày cỡ đó. Chính xác là 10 ngày đổ lại đây là không ra, trên là nửa tháng rồi đó. Em chỉ có cho là nửa tháng nay là em không thấy bé nó ra và cái giấc ngủ của bé nó yên ổn lại, bình thường lại rồi. Mà chị có thấy rằng á, chị theo chị và chồng chị á thì cái nguyên nhân chính như thế nào để khiến cho bé đã thay đổi hoàn toàn như vậy, hay là bắt đầu từ cái việc mà cho cháu đi học? Dạ không, nói chung là cái việc học của bé nó thì
nếu mà bé nó không mắc một căn bệnh này thì bé đã học được lớp 7 rồi. Nhưng mà bé nó bệnh một thời gian rồi nhưng mà nay cũng bớt, thì cũng mình cũng có lên trình bày với thầy cô này kia là về vấn đề đó rồi, và cũng có xác minh là bệnh này không hề lây truyền gì hết. Thì thầy cô nhận bé đó lại là mới cách đây bé đã học được 2 ngày. Và em cũng đã thử nghiệm với lời của bác sĩ nói, như là lời bác sĩ nói với anh Sang là cho bé sống trong cái môi trường bình thường, vui tươi lạc quan thì sẽ ít thấy nó ra. Và có thể là nếu mà mình cứ tiếp theo cái đà mà bé nó sống vui tươi như vậy thì có thể là bé nó sẽ hết bệnh. Miễn sao là giữ được cái tâm trạng bình ổn, đừng có suy nghĩ và cũng đừng có kích động cho nó thì nó sẽ không thấy. Dạ. Vậy thì em nghĩ là chắc là trong khoảng thời gian vừa rồi cũng là cái giai đoạn mà rất khó khăn với gia đình chị đúng không? Dạ. Và đặc biệt là em được biết là cái đợt trước em xuống ấy thì chị có chia sẻ và có nhiều thầy về đến có nói rằng, đặc biệt có một người đến và phán rằng đấy, trong một tuần nếu mà anh mà không xây cái miếu ở chỗ phòng ngủ của bé Thơ thì sẽ tai ương trực tiếp với gia chủ đúng không? Dạ đúng. Thì cái giai đoạn đó chắc là rất khó khăn với gia đình chị ha. Nói chung ra thì thầy đồ lại thì cũng có, nhưng mà dạng như bên cô này thì thật thường nói chung nghe thì mình cũng sợ phần nào. Nhưng mà cái đó là do là dạng như sao thì em không biết, nhưng mà tới khi bé Thơ tỉnh lại thì hỏi thì nó không biết gì hết. Cái vấn đề đó thì mình không có xác định được là phải gốc như vậy không, thì cũng nói chung là cũng có nhiều tin đồn là xây miếu, xây am, xây dinh gì ở trong nhà rồi rất là nhiều, nhưng mà sự thật là không có, nhà em không có cái gì hết, không xây gì hết. Nó là tại sao là bé Thơ nó vậy thì cái vấn đề đó thì em không biết, lúc đầu vô là nói những gì là em không biết. Một hồi nữa là chồng em phải tiếp anh Sang xuống coi hồ sơ bé Thơ, rồi thành ra em mới lên thì mới nói là cổ mới nói chuyện với bé Thơ cái gì đó. Rồi một hồi là bé Thơ đi như thế nào thì bữa hổm anh Phong Bụi anh có hỏi em thì em có chỉ lại, vì em đã nói lại những gì cổ nói. Rồi bây giờ mà anh mà có hỏi bé Thơ là nó sẽ không nhớ, không có nhớ gì hết. Còn lại nhưng không, nói chung ra cái đoạn clip đó quay lên tới nay em chưa dám coi lại. Em chưa dám coi, em là mẹ nó mà em chưa dám coi nữa đó. Vậy chưa dám coi thiệt. Bản thân em cứ xem clip đó em cũng rất chưa bất ngờ và cũng nói không hề gì là nghĩ giải được. Phải là em không dám coi là tại vì lúc mà ngồi nói chuyện bình thường thôi, nhìn cặp mắt thì rất là sợ, làm sao mà mình dám coi đoạn clip đó. Mà nói thì nói vậy chứ thật sự mình không có biết, bé Thơ nó không hề biết là nó đang nói cái gì. Mà cũng không hiểu lý giải được. Nói chung là cũng lo sợ này kia, thì cũng dạng như là trong một tuần lễ nếu không xây miễu đồ lên là coi chừng chủ hộ. Thì thiệt tình là trong một tuần đó nói chung là rất là hoang mang, cũng sợ phần nào. Nhưng mà giờ anh phải chấn tĩnh lại, tại vì nếu mà anh sợ gì hoài thì con Thơ nó sẽ đi theo cái hướng đó. Thành ra nguyên một tuần nay thì em cũng cầu, em cũng đốt nhang, cũng cầu trời dữ lắm, mà em cũng thấy là nguyên một tuần nay nhà em nó ổn, chồng em nó cũng ổn, như là trong nhà đều bình thường. Và bé Thơ nó bắt đầu có cuộc sống nó vui tươi lại. Và 2 ngày nay bé được cấp sách đến trường là bé rất là mừng. Em nói anh tối, anh chị chứ tối về ha, đọc kinh ngồi thiền xong rồi là ngồi học bài hoài tới 11 giờ cũng chưa chịu vô ngủ nữa. Ba nó kêu vô dữ lắm mới vô, mà ngồi hoài. Vui thôi, quá, mừng quá. Hôm nay thì chị Tưởng đến đây thì chị cũng đã nói những gì chị nói hết rồi đó. Dạ. Thầy nào thì mình cũng tin hết. Dạ đúng rồi. Nha. Dạ. Chứ không nói riêng gì bên chị Tưởng. Dạ. Đó, giờ chị mình đau chân ngã miệng hay em. Nó mình người phàm mắt thịt mà mình đâu có thấy ai đâu, mình cũng đâu có biết ai người nào như thế nào. Dạ, đó, cho nên ai mình cũng tin hết. Ha. Như vậy thì thôi, chị cũng là chúc mừng gia đình được bình phục trở lại, làm ăn như xưa. Nhưng mà chị cầu mong giống như lời cô mà đã chết rồi, mà cô ông sư đã cứu cô lên được rồi, mong được như vậy. Thì một phần nữa lại cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy thôi, dạ. Chúng em xin phép nha. Chúc mừng gia đình em nha. Chị về nha. Vững tâm lên nha. Tất cả đã giải quyết ổn thỏa rồi chị. Yeah.